Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển, đang tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và trong phần tiếp theo, luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 và chi tiết các hung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Rõ hơn về vận mệnh của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 4 âm lịch thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Kỷ Tỵ. Quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Tuổi Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành sự âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lân Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài, cho nên họ thuộc tiếp người giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Quý âm thủy gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình con giáp Kỷ Tỵ khá ảm đạm trên mọi phương diện. Sự nghiệp sa sút khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Hơn nữa tài chính không có, nhưng lại phải chi tiêu quá nhiều, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt. Bước sang tháng 4 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 4 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kinh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Tỵ cho thấy xem trường sự nghiệp vẫn chưa được sự khởi sắc hay đi lên, có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu càng cố làm những việc công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó, quý gia chủ nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam và ôm đồm nhiều nhiệm vụ.
Ngoài ra trong tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến chính những người tuổi Kỷ Tỵ cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng, lúc này gia chủ tuổi Kỷ Tỵ không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ có hiệu quả tốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai về tài lộc. Tháng 4 âm lịch, cuộc sống của tuổi Kỷ Tỵ vào thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo quý gia chủ xa khỏi buồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Tử vi còn cho thấy đường tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ tháng 4 âm lịch có thể có một số sự kiện mầu nhiệm sẽ đẩy người tuổi Kỷ Tỵ tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực quý gia chủ xứng đáng được đền đáp với những gì mà bạn đã bỏ ra. Ngoài ra, bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020, tháng 4 âm lịch phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Tỵ có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Kỷ Tỵ đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, xỉ mộc. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Kỷ Tỵ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Cho nên bản mệnh cần dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người bạn đời của mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, cũng như san sẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 4 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Kỷ Tỵ không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ khi làm việc, quý gia chủ cũng không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến,
Trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, dậu thành kim cụ, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 4, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, nạp sát, quý hợi. Thứ hai ngày âm lịch 16 tháng 4, tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, nạp sát, ất hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 4, tức ngày 8 tháng 6 dương lịch, nạp sát, đinh hợi. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Đầu tiên ngày âm lịch mùng 1 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch, nạp sát, canh thân, nạp âm, thạch lửa mộc. Thứ hai ngày âm lịch 13 tháng 4, tức ngày 24 tháng 5 dương lịch, nạp sát, nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Thứ ba ngày âm lịch 25 tháng 4, tức ngày 5 tháng 6 dương lịch, nạp sát, giáp thân, nạp âm, tuyển trung thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ trình tử vi của tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi đến hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video lần sau.